tại lớp học tạp chí Liên Tâm cho các cán bộ hưu trí của tập đoàn liên doanh dầu khí Việt Xô, Việt Xốp Petro, thành phố Vũng Tàu, ngày Chủ nhật 24 tháng 9 năm 2014. Bệnh nhân liệt 6 năm đã được bấm tạp chí Liên Tâm ngay tại hội trường. Lúc trước khi được tác động bằng tạp chí Liên Tâm, ông Lợi bệnh nhân nhìn ủ rũ, mệt mỏi, nét mặt buồn xo. Ông không nói được, chân trái teo cơ, gần đã bị yếu. Khi bấm tạp chí Liên Tâm, mặc dù đau, nhưng gương mặt ông Lợi thấy tươi tỉnh dần. Một hình ảnh Liên Tâm vô cùng ấn tượng và thật đẹp khi người bấm ân cần theo dõi biến chuyển trên từng nét thể hiện của bệnh nhân. Còn người bệnh thì nhìn người điều trị với ánh mắt lấp lánh những tia hy vọng và đầy trìu mến. Khi được điều trị xong, ông Lợi thấy dễ chịu hơn, chân bước nhẹ nhàng hơn. Và thật bất ngờ, ông đã hát tặng tập thể lớp bài dân ca quan họ Bắc Ninh Người ở đừng về, trước sự vui mừng của tất cả mọi người có mặt trong hội trường và người vợ đã 6 năm vất vả săn sóc. Cái việc mà nếu như giả sử có những người nào mà bị yếu chân, yếu tay, bị những cái tổn thương thì chỉ nguyên những cái bài mà chúng ta học trong 2 ngày vừa qua là đã hầu như là giải quyết được rất nhiều. Và bây giờ thì đây là bác Liệt để tôi phỏng vấn bác ấy ạ. Bác ấy không nói được bởi vì bác bị tổn thương bán cầu não trái. Bác này bị tổn thương bán cầu não trái, tức là cái khu vực ngôn ngữ. Do đó bác không nói được, bác sẽ bị liệt bên phải. Bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai nói là trường hợp của ông ấy thì quá nặng. Thì bệnh viện cũng thông báo trước cho gia đình biết là cũng đi bất kỳ lúc nào. Chứ còn trước vẫn cứ hôn mê. Hôn mê là thì... Bác bị 3 năm rồi ạ. Bị từ tháng 8 năm. Tính đến nay là tròn 6 năm. Tháng 8 này là tròn 6 năm. Nhấc cả cái đùi này lên có được không? Không được. Nhấc đùi không được. Rồi nhấc thử lên, cố lên chút nữa. Không được. Không nhấc được đùi. Tay có đưa được ra đằng sau không? Không được. Không đưa được lên. Những gì mà chúng ta được học là đã đi được 80%, 90% của các đồ điều trị rồi. Thì đầu tiên là chúng ta luôn luôn là nhớ là vê ngón. Nếu như mà ai vê ngón bằng tay thì chúng ta làm tay. Còn ai mà muốn làm bằng dụng cụ thì chúng ta sẽ vê ngón bằng dụng cụ. Bây giờ chúng ta sẽ khai thông huyết mạch. Khai thông huyết mạch thì ở trên tay chúng ta sẽ khóa nách, khóa cổ tay, khóa nách bằng quả bóng, khóa cổ tay. Sau đó khi mà chúng ta nhìn ở cái tĩnh mạch, các cái ngón tay nó bắt đầu nổi lên, lúc này chúng ta đẩy cái tĩnh mạch ngón tay đẩy về phía cơ thể mình để đảm thông, tức là chúng ta đã chặn khóa những cái đường mạch máu lớn và bây giờ chúng ta đẩy những cái tiểu tĩnh mạch thì nó sẽ giúp đảm thông, làm thông những cái mao mạch, thông những cái bế tắc ở các cái mao mạch. Và khi mà các cái mao mạch được đả thông bế tắc thì máu hồng cầu nó mới đi qua được và nó mang oxy cũng như là dinh dưỡng đến cho tế bào. Thì khi tế bào mà có oxy và dinh dưỡng thì lúc này là các cái triệu chứng bệnh là chúng ta sẽ dần dần hết, là sẽ khỏe hơn và tăng sức đề kháng, tăng cái khả năng miễn dịch lên. Sau khi khai thông huyết mạch ở tay thì chúng ta sẽ khai thông huyết mạch ở chân. Dưới chân thì chúng ta sẽ khóa mắt cá chân trong, đồng thời khóa góc A-shin ngoài. Sau đó thì tay chúng ta sẽ đẩy những cái tĩnh mạch ở cái ngón chân. Vậy là xong cái phần khai thông huyết mạch. Thì đến phần bơm máu, tức là chúng ta lưu thông máu huyết đưa lên trên não chỉ huy rồi, bây giờ xuống chân rồi, là gọi là bơm máu dẫn huyết toàn thân. Thì lúc này là người đã cảm thấy dễ chịu nhiều lắm rồi. Tay cũng xoay 3 đến 5 vòng. Những ai mà bị vậy là xong cái phần bơm máu lên trên đầu ha. Bơm máu xuống được đến bàn chân rồi thì cái phương pháp này là sẽ giúp cho những người nào bị lạnh chân ấy, là chữa được cái chứng lạnh chân. Hãy
Thấy dễ chịu không? Không. Rồi bác có nói gì, lời gì với anh em không? Về trước khi chia tay bây giờ. Rồi bác sẽ hát tặng mọi người. Cần phải có cái bàn tay của người nhà, không có thể thuốc nào mà theo lâu dài được.
nội cái chuyện là hôm nay bác ấy đi từ phía dưới mà lên đến đây, tôi đến khoảng 20 phút mới lên được đến trên lầu. Đi từ ngoài bãi xe vào đây gần nửa tiếng. Thì cái chuyện mà di chuyển rất là khó khăn và rất mất thời gian công sức của người nhà cũng như của bản thân bác này và còn hao mòn sức lực nữa. Lên đến đây là gần như là tối rồi. Trong khi đấy nếu như chúng ta biết, chúng ta về nhà, chúng ta tự làm cho người nhà mình thì những cái tiến chuyển nó còn nhanh hơn nữa. Thì đấy chính là ý nghĩa của liên tâm, tức là tình thương giữa những người thân, những người bạn bè đồng nghiệp với nhau và chúng ta kết nối để chúng ta làm cho nhau chữa lành những cái cơn đau, những cơn bệnh. Thì đó chính là thực sự yên tâm. Tuổi ơi ngỡ đơn hòe, tuổi ơi ngỡ đơn hòe. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.